Để xong các bạn nha. Bây giờ đang giờ nhau nha. Đang chạy cả nhau. Nghe được bên đây rồi nè. Bọc nhau nhỏ nè. Xanh nè. Nhìn chỗ đó nữa. Rồi. Kết quả nè. Ba con, hai con đẹp, hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười ba, 13 con. Ngày đầu tiên thấy mặt trời nghe các bạn. Nó núp cái con này, nó núp cái con rúng của con kia, con nó ra máu quá trời. Cái này không sao đâu. Ngủ thì chân rồi. Đẻ rồi các bạn. Đẻ rồi nó khỏe, nó mạnh như con trâu vậy đó. Thì đâu có chuyền dịch cho nó làm chi, chuyền cũng không được luôn nữa, nó mạnh như vậy đâu có chuyền được các bạn. Từ khi nào nó nằm á, nhà con nó bệnh thì mình mới chuyền dịch cho nó được nha các bạn. Nó xây xây vòng vòng vậy đâu mà chuyền dịch được đâu. Làm gì vậy? Con để bệnh thôi chứ gì đâu mà quá trời vậy. Nghe con nó la này. Nghe con nó la làm gì đó. Không làm dữ sợ không ghét chưa. Còn nó bụng nữa sao, đẻ rồi mà. Thank you.
cho bú sữa đầu rồi nha các bạn. Giờ nó dành bú, nó dành lắm, nó bú nó vô nó bú lắm. Giờ đang bú đó. Hai làm gì? Hai làm gì đâu mà dữ vậy? Hả mà la, binh dữ vậy? Binh con đó nè. Rồi, chuẩn bị cho nó bú tiếp thêm nha các bạn. Đây, con heo này mai chắc tới con này đẻ. Con này thì khối sau con đó ngày. Từ 14 vú đẻ 13 con cũng được rồi, không có nhiều mà cũng không ít. Tiếng gọi nó đẻ có 10 con các bạn, tiếng gọi nó đẻ có 10 con, 13 con. Không khỏe gì đâu có truyền nước được đâu các bạn, khỏe gì đâu có truyền nước được. Con nào yếu mệt mình truyền nước, nó khỏe gì thì mình khỏi truyền nha. Ra nhau hết rồi, giờ mình hồi tiến hành là vệ sinh bằng nước muối rồi mình đặt thuốc nha các bạn. Đặt thuốc thì video dài nên là mình phải chia ra làm nhiều video nhé, chia ra nhiều video. Kìa. Đè ta la.